Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện hiệu quả các kế hoạch chuyên đề nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong bối cảnh mới. Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Trinh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Công an thành phố diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 6. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế. Phạm pháp hình sự xảy ra 199 vụ, giảm 5,2% so với năm 2020. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87,4%, cao hơn chỉ tiêu Bộ Công an giao 12,4%. 100% vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được kịp thời đấu tranh khám phá nhanh. Lực lượng Công an thành phố đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thành công của bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, sớm hoàn thành hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những kết quả của toàn lực lượng Công an thành phố, thể hiện tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, ý chí nỗ lực, quyết tâm cao của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, yêu cầu Công an thành phố triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực, giữ vững thế trận, chủ động chiến lược, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố. Chủ động nắm, dự báo kịp thời tình hình thế giới khu vực để có một cái sự tham mưu cho lãnh đạo thành phố, Bộ Công an trong công tác chỉ đạo. Những vấn đề phức tạp trên các lĩnh vực như là chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, đối ngoại, hoạt động các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội. Cái này là nhiệm vụ thường xuyên và công chí phải quan tâm để đừng để bị động bất ngờ và đấu tranh một cách quyết liệt. Khi chúng ta làm tốt công tác xây dựng đảng thì chắc chắn rằng là công tác chuyên môn của chúng ta sẽ đạt kết quả tốt. Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng bằng khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá các chuyên án ma túy, vụ tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phá chuyên án, tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.